Bạch Nham. Ừ, lại gần. Ta cũng không lấy được, tên nhóc này thì sao có thể được, đừng nói giỡn. Cái gì? Lục Trầm, ta không mở ra được. Cần ba người Bạch gia nhỏ máu lên trên. Được. Sáng rồi. Cha, tỷ tỷ, hai người mau tới đây. Cha trước. Lại sáng thêm một viên. Tỷ, tới tỷ rồi. Lục Trầm, ta có chút không hiểu, tại sao lại là ba người khác nhau của Bạch gia nhỏ máu lên trên mới có thể mở chiếc hộp này chứ? Là gì để phòng trừ người nào đó của Bạch gia phản bội, tự ý lấy thiên sách lệnh đi. Tỷ lệ ba người của Bạch gia cùng lúc phản bội tương đối nhỏ. Thiên sách lệnh này rốt cuộc là cái gì? Vậy mà khiến tổ tiên xử lý cẩn thận như vậy. Mở ra thì cũng sẽ biết thôi. Ừ. Mở rồi. Sao lại là một khúc xương chứ? Không, đây không phải là một khúc xương đơn giản. Trên khúc xương này hình như có đạo vô tận quấn quanh. Bên trong ẩn chứa sự bất phàm. Ơ, đây là đâu vậy? Hả? Đây là cái gì? Đây... Cảnh thượng thiệt đáng sợ. Tỉnh lại đi. Tỷ... Mộng Chu. Ta không sao. Lục Trầm, chuyện này là sao chứ? Không hổ là thánh thủ bồ đề tướng, vậy mà có thể thăm dò được một chút bất phàm của thiên sách lệnh. Cách vô số năm, thiên sách lệnh lần nữa quay lại tay ta, hành trình mới lần nữa bắt đầu. Lần này sẽ có bao nhiêu người theo ta bước lên con đường vạn chiến đây? Nên rời khỏi đồ. Lục Trầm, người chuẩn bị đi đâu vậy? Phi Dương Tiên Môn. Cánh cửa chúng sinh sắp xuất thế rồi. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.